Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc BBL Gary. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ. Sản phẩm của chúng ta nằm trong bộ tập là Ergon và mang mã quốc tế là EG35S L1 3557. Một chiếc lướt độ mới còn rất là cao, và nó được cấu tạo một cái dáng rất là độc đáo, anh em có thể thấy ạ. Gần như là một chiếc dáng tanh, nhưng mà nền EO bên trong của chúng ta vẫn là tròn. Và lung càng nó rất là dài anh em ạ. Lung càng dài, và đường kính của chiếc này thì nó sẽ tương đương với size khoảng 36. Đó, càng dài chùm ra cả cổ tay của mình luôn anh em nhé. Mặt EO bên trong của chúng ta là một cái mặt rất là đặc biệt, và nó là một cái chi tiết cực kỳ quan trọng của chiếc BBL Gary này. Nó thiết kế dạng vân caro 3D. Đó, các cái vân này tạo ra các hiệu ứng rất là ảo diệu khi mà anh em nghiêng ở các góc độ khác nhau nhé. Mặt đen huyền bí. Các cặp số của chúng ta thiết kế rất là to và sẽ có vị trí đặc biệt là 612, được thiết kế dạng số Arabic. Bộ kim được tạo hình đẹp với kim giờ kim phút được gắn dạng quang này, kim dây chạy rất là mượt. Mặt kính sapphire nguyên khối chống xước. Phần thân được tạo hình cong để ôm theo cổ tay của chúng ta. Và anh em thấy là hai bên hông thì hoàn thiện phay xước này, với các cái đường cắt ở các cái điểm G ở phần thân vỏ thì sẽ được hoàn thiện phay bóng, đường cắt kim cương này. Dòng chữ BBL Gary này, đó, được chỉnh khắc. Và đi kèm chúng ta sẽ có thêm một sợi dây cao su. Và đây chúng ta sẽ có thêm hai cái mắt bằng thép để tạo điểm nhấn, tạo ra sự đồng điệu khi mà từ phần lung càng bên trên là thép, đi xuống bộ dây của chúng ta vẫn có những chi tiết nào đó là kim loại chứ không phải cao su hoàn toàn. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một bộ khóa đôi của BBL Gary. Với bộ khóa đôi này sẽ giúp anh em đóng mở rất là dễ dàng. Đó. Ở bên trong khóa của chúng ta là stainless steel, là thép không gỉ 316L và được hoàn thiện phay xước toàn bộ. Ở đây chúng ta sẽ có chuyện là BBL Gary. Đó. Sợi dây này là sợi dây zin của chiếc BBL Gary này anh em nhé. Phần đáy của chúng ta thì sẽ được thiết kế kín đáy với đầy đủ thông tin là BBL Gary là đó. Bên dưới thì sẽ là tên bộ sưu tập là Ergon cùng với đầy đủ là đầu mã sản phẩm cũng như là các cái thông số kỹ thuật. Chiếc này mang cho mình cụm máy ETA của Thụy Sĩ rất là bền bỉ anh em ạ. Với thời lượng chịu cót khoảng 42 giờ. Và với chiếc BBL Gary này, một thương hiệu lớn đến từ Thụy Sĩ, có giá ri theo đâu đó là 42.430.000. Video này bên mình giao lưu lại với anh em mức giá rất là tốt là 19.500.000. Đó. Hàng đang có sẵn tại địa chỉ là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để anh em lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% để bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu